các bạn ơi. Cái này nó nằm ở gốc cây maple nha các bạn. Maple tức là cây cái gì? Lá phong nha. Đó. Ok. Các bạn ơi, bữa nay mình sẽ làm một cái clip vừa đi hái nấm lại vừa giải thích và cho các bạn coi nấm nào có độc và nấm nào không có độc. Thì trong đây mình sẽ cho các bạn biết là những cái nào mà mình đăng lên thôi nhé. Thì các bạn nhớ đón xem ở phần cuối của đoạn video, mình sẽ cho các bạn biết là độc thì sẽ như thế nào. Nhưng mà rất tiếc là bực. Bạn ơi, hôm nay mình đi hái nấm gan bò nha. Ơi, nhìn nè. Đó, ngon chưa? Đó. Wow. Quay chừng ông này ông cầm, ông nhìn thấy là sau ông biết không? Hết hồn, dơ hết cả quần áo mình luôn. Trời, con chó này thiệt tình. Quá trời này, các bạn nhìn thấy đã không? Em quay giùm chị. Cầm nguyên đấy, cầm nguyên nhất chị vào cái này. Đấy. Wow, ngon lắm luôn. Nè, ngon không? Đã quá trời luôn. Ok. Này nó sẽ là loại ngon, loại tốt. Cái này là nấm gan bò tía. Các bạn thấy không? Đó. Nó lại khác mấy cái nấm King's Mushroom. Bởi vì cái King's Mushroom kia nó có cái chân màu trắng. Các bạn thấy không? Nè, nó khác hoàn toàn ha. Chút xíu nữa mình sẽ cho các bạn coi hai loại nó khác nhau. Nấm tùng nhung nha các bạn. Wow. Hái được một cái nấm tùng nhung. Đó. Đây nữa nè. Đó. Đây nữa nè. Wow. Đã không? Nấm này là nấm mật nha các bạn. Honey mushroom. Chưa. Nói đi. Wow. Oyster. Đây, đây chị chụp. À để chị quay. Này. Em quay cho chị một dè này. Nè. Dè này. Đã không? Ừ, để chị cắt. Ây da, gặp trời mưa nữa chứ này. Các bạn nhìn coi này. Cái này còn ở dưới đất này, các bạn thấy không? Đã không? Thích quá trời luôn. Nè. Wow. Nè. Oh my god. Nó đây nữa nè các bạn ơi. Đây nữa nè. Đó. Đây nữa nè. Wow. Thích không? Ừ. Nè. Đó.
Đã không? Các bạn nhìn thấy đã không? Đó. Đây nữa này, đây một cây nữa này. Wow, wow, cây này mới bự chứ. Wow. Wow. Các bạn ơi. Bự quá trời luôn. Quá trời luôn các bạn ơi, đẹp quá luôn. Wow, hai cây này bự chà bá luôn. Các bạn nhìn thấy đã không? Wow. Nè. Wow. Này bự chà bá luôn. Wow, cái gốc này để đi cho mọc lại. Wow. Đã không? Đã không các bạn? Đây nữa này các bạn ơi. Quá trời chưa? Nè. Đây nữa này. Wow. Trong đây nữa này. Đó. Đây nữa này. Wow. Thích không? Các bạn nhìn thấy không? Nè. Chúng ổ nó luôn này. Ôi sờ mất room các bạn ơi. Nè. Làm sao vậy giờ nhỉ? Để cắt nó nhỉ? Wow, quá trời các bạn. Nè. Đó. Nè. Wow, nấm bào ngư các bạn. Wow, quá trời mà nó còn nhỏ các bạn ơi. Trời mưa nó lại ướt nữa chứ. Wow, trên cây kìa các bạn nhìn thấy không? Nó nằm trên cây kìa. Mình zoom lại cho các bạn coi nhé. Đó, mãi thuốc trên cây lắm, làm sao lấy? Các bạn thấy nó nở ra rồi uống chưa? Wow, đã quá trời luôn. Các bạn nhìn coi. Thích không? Quá trời quá đất luôn. Thích quá luôn đấy. Bạn nhìn này. Đó. Không. Cây này vẫn còn ngon như thế này các bạn thấy không? Đó. Trắng như thế này mà.
Trời mưa đấy. Mình xui ghê, mấy hôm nay là gặp trời mưa không à. Nè. Nè. Nấm tùng nhung mà mình đã phơi được mấy ngày rồi nó hơi khô khô rồi nha các bạn. Đây là thành quả mà bữa nay mình thu hoạch được. Đó là nấm gan bò sữa đỏ là cái này. Còn cái này là nấm mật. Và còn cái này là nấm bào ngư. Cái nấm gan bò đỏ này ở Việt Nam bán gần 1 triệu một ký nha các bạn. Còn cái này là nấm tùng nhung, tức là nấm đây nó đây. Và còn cái này là bolit, cũng là nấm gan bò. Đây là cùng một loại nấm, có cùng một cái tên. Cái tên của nó là bolit. Ba loại này đều cùng một cái tên. Thì loại này là cái loại hôm đầu tiên mình đăng clip rồi mà các bạn hỏi mình đó. Loại này là loại mình cũng mới hái mấy bữa nay. Loại này cũng mới hái. Thì Việt Nam mình gọi là nấm gan bò. Và có phân biệt là nấm gan bò tía, nấm gan bò trắng và nấm gan bò vàng. Thì ở đây tí bây giờ mình sẽ cắt ra để các bạn coi có độc thì nó sẽ như thế nào. Mình sẽ cắt cái loại mà hôm trước mình đăng lên rồi nhé. Thì đây mình đã cắt ra. Nếu các bạn cắt đôi ra như thế này mà nó chuyển sang màu xanh, tức là cái màu giống như màu tím than vậy đó, mà các bạn vừa cắt ra một cái là nó ra cái màu xanh ngay lập tức. Và nó ra hết nguyên cả chỗ này luôn. Xanh hết luôn ha. Và khi các bạn mà lấy tay các bạn khía vào chỗ này, khía thật sâu xuống, mà các bạn thấy nó cũng ra ngay lập tức cái màu xanh tím than đó, thì 100% là cái nấm đấy có độc. Có độc. Và cái này là nấm gan bò tía. Thì các bạn nên biết là ở dưới cái chỗ này các bạn mà cà vào nó nhiều thì nó cũng hơi có cái màu xanh như thế, cũng không sao nha các bạn. Còn nếu mà các bạn mà cà vô, các bạn dùng cái này mà các bạn cà nó vô này này mà nó ra xanh ngay lập tức cũng là nấm có độc. Nhưng mà cái này nó không có độc nha các bạn, nó chỉ hơi một chút xíu này là không phải có độc ha. Mình cắt ra thì đây các bạn nhìn đây này đó, các bạn thấy nó cũng hơi xanh xanh một tí, một tí xíu nữa nó cũng sẽ hơi gọi là một tí thôi, không phải là có độc. Và phân biệt cái nấm này các bạn nhìn này, các bạn thấy không, bên trên nó màu đỏ này, màu nâu nâu chứ cũng không phải đỏ, nâu rất là đậm mà nó hơi có sang ngả sang đỏ một tí. Và cái chân nấm thì nó có cái màu tía này, thì người ta gọi là nấm gan bò tía, là Việt Nam mình gọi rất là đắt các bạn. Mấy cái nấm này là bên Việt Nam mình là cứ nửa triệu với 1 triệu một ký nha các bạn. Thì mình sẽ cắt ra để các bạn coi. À không, mình cho các bạn biết là cái nấm đó các bạn phân biệt này. Phía dưới nó có giống như nhung này, các bạn nhìn thấy không? Rất là rõ luôn. Nó như là nhung vậy đó. Thấy không? Nó có cái lớp như là nhung chứ nó lại không có kiểu kẻ kẻ vằn vằn kẻ kẻ như là các nấm khác ha. Bên trên thì nó đây, sờ vào thì mình thấy nó như thế này. Còn nếu mà vào nước mà nó nước mưa thì nó sẽ hơi nhơn nhớt. Đó, mình sẽ cắt ra cho các bạn coi. Các bạn thấy không? Nó trắng mà nó ngon như thế này, tức là không sao. Cái này cũng vậy nhé, nó cũng giống y chang cái này luôn. Nếu các bạn cắt ra rồi ấy, mà nó chuyển sang ngay lập tức cái màu tím than, đấy là nấm có độc. Cái này không có độc. Và đây cũng là cái nấm này, là loại này còn mắc hơn nữa. Tiếng Anh nó gọi là King Bolis. Thì cái này
Các bạn thấy phía bên dưới của cái này nó có là cái nhung nhung màu vàng ha. Các bạn nhìn thấy rõ không? Rất là rõ luôn, nhung màu vàng. Mình cắt đôi, các bạn coi nè. Các bạn thấy không? Nó rất là trắng, thịt dày cùi mà ngon lắm ha. Rất là ngon luôn. Thì mình cho các bạn biết là những cái này nó không có độc ha. Còn khi nào mà các bạn... Còn bây giờ mình nói về cái nấm mập, cũng cái video clip trước mình có đăng lên là cái nấm gần sau cùng mình hái mà nó từng trùng trùng đó. Thì các bạn nhìn thấy là cái này nó còn non, còn cái đó là nó đã già rồi. Thì các bạn thử bằng cách là các bạn vừa bứt xong mà các bạn bóp một cái mà các bạn thấy nó cũng chuyển sang cái màu xám xám xanh xanh thì cái đó cũng là có độc. Còn cái này nó non. Thì đây các bạn, mình chỉ cho các bạn biết, bữa hôm mình không có chỉ thành ra các bạn cũng không thấy rõ. Thì cái này này các bạn nhìn này, nó có những cái giống như là lông vậy đấy, nó nhám nhám trên đây. Và cái chân của nó cũng nhám nhám trên đây. Khi mà nó nở ra rồi thì nó sẽ dài bằng đây. Nó sẽ dài, dài cỡ này. Có khi dài hơn nữa. Và cái mũ này của nó, trên cái mũ này, nó sẽ cũng phải to bằng thế này. Hoặc là nó bằng, tối thiểu nó cũng bằng đây. Mà các bạn phân biệt nó là bằng cách là mình nói là sờ và thấy nó nhám nhám giống như có lông vậy đó. Và cái chân này cũng vậy nữa. Thì nó là nấm ăn được. Còn cũng là cái nấm y chang vậy luôn các bạn. Nó rất là giống. Nhưng mà nó trên nên nó mịn lắm. Nó nhẵn như là lụa gì đó. Cái đó là có độc nha các bạn. Bóp vào nó cũng ra màu hơi xanh xanh xám xám. Thì đấy là nấm có độc. Còn mấy cái chỗ này là đều là nấm ăn được. Và cái cây nấm giống như thế này mà nó là nấm độc nha các bạn. Nó cũng giống y chang luôn. Nó giống y chang luôn. Bên dưới nó cũng có cái màu vàng vàng nhung nhung như thế này. Và bên trên thì nó cũng có cái màu nâu như thế này luôn. Nhưng cắt ra làm đôi, nó xám xịt ngay lập tức. Lúc cắt rõ ràng nó là màu xanh, nhưng mà cắt xong một cái, rời con dao ra là bắt đầu nó xanh rồi. Đấy là nấm có độc. Còn đây là an toàn nhé các bạn. Các bạn thấy không? Đây nó cùng là một cái tên, cùng một loài luôn. Cùng một cái tên, cùng một loài nấm bolit. Nhưng mà nó lại khác nhau, các bạn nhìn thấy không? Cái này với cái này trên đầu nó cũng hơi màu hơi khác một tí. Và cái này trên đầu cái màu nó cũng hơi khác một tí. Cái thân bên dưới thì cái này nó nhỏ hơn, cái thân này nó nhỏ hơn, cái thân này nó thì bự hơn. Cái này mà nó nở ra thì nó cũng phải cỡ này. Nhưng cái này nó lại có cái tía. Thì người gọi là nấm gan bò tía. Còn cái này trắng thì Việt Nam mình gọi là nấm gan bò trắng. Còn cái này nó có cái màu hơi hanh hanh vàng, gọi là nấm gan bò vàng. Nha. Đấy là để cho các bạn khỏi thắc mắc nha. Còn đây là nấm mật. Nấm này là nấm mật nha các bạn. Đó, nhớ là nó nhám nhám trên đây giống như có lông vậy đấy. Thì là ấy. Thế còn đây, mình hái được có đúng có một cái nấm tùng nhung. Ngày hôm cách đây mấy bữa. Nó cũng có nhiều loại lắm các bạn nhé. Nó có màu nâu, nó có màu hơi hanh vàng. Và nó có màu trắng. Màu trắng thì cái mũ của nó to hơn. Đây cái này nó bé bé như thế này thôi. Và đây cũng là cái tùng nhung mà mình đã phơi nó khô rồi. Tương đối khô nhiều rồi. Mình bữa cách đây một tuần thì mình đi hái được có 4 cái này thôi. Là nó đã khô rồi nhé các bạn. Đó. Đấy, còn lúc nó chưa khô thì đây là loại màu nâu. Lúc nó chưa khô thì nó như thế này các bạn ạ. Nó khô rồi thì nó sẽ quắt lại. Nó còn nhỏ thôi. Thế nhé các bạn nhé. Chào các bạn. Hiện bây giờ đây mình có 2 loại. Một loại là nấm gan bò trắng là cái này. Và nấm gan bò tía là cái này. Ở đây mình sẽ giới thiệu với các bạn làm sao để phân biệt được nó có độc hay là không. Thì đây cùng là một loài nấm gan bò, tức là king bolit
nhưng nó lại hai loài khác, nó lại hai giống khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ cắt ra để cho các bạn thấy nha. Rất tiếc là bữa nay không có cái nấm độc để mình ví dụ cho các bạn coi. Thỉnh thoảng mới gặp được nó thôi nhé các bạn. Bạn thấy khi mà mình lấy nó ra rồi á, cái lớp lớp nhung này đấy, bên đằng sau này, lấy cái lớp nhung ra thì cái miếng thịt nó sẽ như thế này. Và bây giờ mình sẽ cắt cho các bạn coi cái phần thịt bên trong của nó. Khi mà các bạn muốn phân biệt nó có độc hay không thì các bạn cắt nó ra như thế này. Vừa cắt rời tay ra một cái, nó chuyển sang màu xanh, tiếng Anh gọi là blue, tức là màu xanh á, xanh lục hay là màu xanh. Có nghĩa là khi mà cắt một cái mà nó chuyển ra màu xanh thì nó là nấm độc nha các bạn. Nhớ là không được lấy cái nấm đó. Cái này là rất là ngon đây này. Đó. Cái này là ngon nha các bạn. Đó. Thì bây giờ mình lại, đây, cái này cũng cắt ra rồi. Mình, đây cái lớp nhung nó đây này, các bạn thấy không? Này nó có cái lớp, nó có cái ngấn này, các bạn nhìn thấy ngấn không? Đó. Mình lấy cậy nó ra để mình phơi cho nó nhanh. Thực ra cái này vẫn ăn được nhé các bạn nhé. Nấm này ở Việt Nam rất là mắc. Các bạn thử vào trong trang Google các bạn gõ thử coi, rất là mắc. Còn đây là gan bò đỏ. Nấm gan bò đỏ này thì nó khác với loại này ở chỗ là khi các bạn cắt ra, các bạn nhìn thấy nó tía này, màu đỏ đỏ này, thấy không? Thì người ta gọi nấm gan bò đỏ là tiếng Việt thôi, chứ tiếng Anh thì cũng là bullets. Bên trên đây nó màu nâu rất là đậm, dưới đây tía tía đỏ đỏ. Nếu mà nhìn kỹ ra thì nó sẽ màu tía đỏ, nhưng mà vì video cho nên là nó hơi nâu nâu, chứ thực ra nó là tía đỏ. Bây giờ mình sẽ cắt cho các bạn coi cái này nó khác với cái này ở cái điểm gì. Tức là cái này khi mà các bạn cắt ra thì nó lại hơi bị xanh xanh. Các bạn cắt ra một lúc thì nó sẽ hơi bị một chút xíu xanh xanh. Nhưng mà cái đó không, cái nấm này nó lại không phải là độc. Nó khác với nấm này. Nấm này mà cắt ra mà hơi xanh xanh hay là xanh nhiều một cái thì nó sẽ là độc. Nhưng cái này nó hơi xanh xanh nhưng nó lại không phải là độc. Nhưng mà bên trong cái thịt của nó rất là vàng và ngon. Các bạn nhìn thấy không? Mình cho các bạn coi. Rất là vàng và ngon luôn. Thấy không? Vàng lắm. Đó. Thì nó cũng như là một lớp nhung này thôi. Y chang. Một lớp nhung ở bên dưới giống cái này. Vì nó là cùng một một loài, một gọi là cái gì nhỉ? Vì nó là cùng một giống, nó giống như bầu vậy đấy các bạn. Bầu nó có nhiều loại lắm. Bầu sao, rồi bầu dài, bầu ngắn, rồi bầu trắng, rồi bầu xanh. Thì cái này nó cũng là một cái loại giống y chang vậy thôi các bạn. Cái này á, mà các bạn cắt ra mà nó hơi bị một tí xíu màu xanh, các bạn đừng có ngại nhé. Nó khác mấy cái nấm này. Cái này mà màu xanh thì sẽ độc. Nhưng cái này nó hơi màu xanh một tí xíu thì sẽ không độc nha. Nó là nấm ngon. Đó. Thì mình hôm nay chia sẻ cho các bạn đấy, để các bạn biết nha. Những cái non ấy, thì các bạn thấy nó non ấy, thì nó sẽ, đây là lớp đầu, lớp lần thứ hai rồi, cho nên nó nhỏ hơn. Chứ nếu nó lần thứ nhất ấy, mà gặp trời không có bị mưa đó, thì cây nấm nó rất là mập, mà nó chưa có nở ra như thế này đâu các bạn. Và cái chân nó mập lắm. Cái chân nó rất là mập. Nhưng mà đây là trời mưa cho nên nó đã nở ra mất rồi. Thì cũng còn ok thôi các bạn. Bây giờ là coi như nó cũng là hết mùa của đợt cuối. Thì nếu bạn nào mà muốn đi hái thì các bạn hãy coi cái video này của mình. Các bạn thấy không? Nó hơi một chút xíu xanh này là của cái nấm gan bò tía. Không ảnh hưởng gì nhé các bạn. Các bạn cứ yên tâm là không sao hết. Còn cái này nó phải là vàng vàng như thế này hoặc là trắng bóc, chứ không được phép xanh nha các bạn, khác với lại cái bò tía này nha, vì nó là liên quan đến cái
độc vào tính mạng người, cho nên mình phải nói cho thật là kỹ, mình sợ các bạn sẽ bị độc nha. Cái này có giá trị dinh dưỡng rất là cao mà cực kỳ tốt luôn. Việt Nam bán rất là mắc mà trong cái đông lạnh thôi nha các bạn, chứ không các bạn không mua được tươi đâu. Này các bạn nhìn thấy không, nó còn non này, cho nên nó có cái lớp màng trắng bên ngoài này, nó chưa có bong hết ra này. Đó, thấy không, bên trong như là nhung luôn, y chang nhung luôn, một lớp nhung mà nó bị nước vô, cho nên là nó, các bạn thấy không đó. Các bạn nhận dạng nó rất là dễ thôi nhá. Thì bây giờ xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn các bạn ở những video kế tiếp. Nếu mà các bạn mà thích mình những cái trang về vườn, làm vườn và đi hái nấm, thì các bạn hãy cho mình một like và nhớ share, rồi comment và subscribe cho mình nhé. Các bạn thấy không? Đó. Thực ra bên ngoài thì nó trắng hơn đây một chút xíu, cho nên người ta gọi là gan bò trắng, gan bò đỏ, các bạn thấy không? Nó sẽ có cái màu đỏ đỏ tí tí. Các bạn thấy cắt ra đã được một tiếng đồng hồ rồi là cái gan bò tía này, thì thường nó cũng sẽ có một chút xíu xanh xanh này, thì nó mà ở gan bò tía thì các bạn đừng có lo nhé, vì cái nấm này nó sẽ là như vậy mà nó lại không độc. Nhưng cái gan bò trắng thì lại khác, nó sẽ độc nếu như nó có cái màu xanh đó, và cái này nó cũng có chút xíu nhưng nó lại không độc nha các bạn nhé. Mà cái gan đỏ này thì nó chỉ có chút xíu thôi, chứ nó không có như cái màu trắng hoặc là cái màu nâu. Mà nó mà đỏ, nó mà xanh ấy, là nó xanh dữ lắm, cái đó mới là có độc. Còn